Hội nghị bộ trưởng kinh tế các nước tiểu vùng sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (CLMV-EMM12) vừa diễn ra tại Hà Nội theo hình thức họp trực tuyến. Đây là một sự kiện quan trọng nằm trong khuôn khổ chương trình hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 52 (AEM52) và các hội nghị liên quan được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội. Tại hội nghị, sau khi giả soát, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch hành động hợp tác kinh tế CLMV giai đoạn 2019-2020, kế hoạch ứng phó và khôi phục sau dịch bệnh COVID-19, các bộ trưởng đã nhất trí thông qua kế hoạch hành động hợp tác kinh tế CLMV giai đoạn 2021-2022 với 5 lĩnh vực. Hợp tác thương mại và đầu tư, thực hiện các cam kết khu vực, kế hoạch khôi phục sau dịch bệnh, khung khổ phát triển CLMV và phát triển nguồn nhân lực, các bộ trưởng nhất trí giao nhiệm vụ cho các trưởng CEO tăng cường hoạt động điều phối việc đề xuất thêm các dự án mới có tính thiết thực phù hợp với nhu cầu hợp tác, nhu cầu phát triển thực tế trong bối cảnh mới. Trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay, để vượt qua khó khăn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh đề xuất các nước cần có thêm các dự án hợp tác mới về nghiên cứu, đào tạo, nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực kinh tế số, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, sản xuất thông minh, hệ sinh thái 5G, tăng cường hợp tác giữa các trung tâm đổi mới sáng tạo của các nước CLMV, kết nối hạ tầng giao thông, thương mại, logistics các bộ trưởng CLMV đánh giá cao ý tưởng và các đề xuất cụ thể của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, nhất trí tăng cường sự phối hợp để giảm thiểu các tác động tới hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại của các nước, duy trì dòng chảy thương mại và đầu tư, đồng thời tăng cường nội lực của các nước trong ứng phó và khôi phục sau dịch bệnh.